Đây, thành quả ngày hôm nay của anh em tôi đây. Đây. Đấy. To chưa? Cá đây. À, mùi câu cá của bạn các của các bạn ngày hôm nay đây. Thành phần của thứ nhất gồm có bột dừa này, cám lợn này, cám chim này, D1 này, quyền dâu này và chép tàu. Đây là cơm nguội này. Và đây là mồi lên ủ này. Mồi lên ủ mà cái bài mồi câu tất cả các loại cá các bạn nhá. Một quả chuối này. Một ít xốp này. Hôm nay mình sẽ đi câu lục. Này mình sẽ trộn tất cả cho các bạn xem nha. Và thành phần cuối cùng mình quên không nói các bạn, đây là lá sắn và lá rau muống băm nhỏ, đây là thành phần cuối cùng. Bây giờ ta sẽ thêm xốp vào nha. Nếu mùi các bạn ướt quá thì các bạn cho thêm bột ngô vào cho nó khô nhá. Mùi câu của các bạn đã xong rồi đây. Một quả mồi khá là to, phải không các bạn? Quả này bằng một cái bát ula to các bạn nhìn này. Đây, mồi của bạn đã xong rồi đây. Đấy. Bây giờ chuẩn bị tiến hành đi câu các bạn nhá. Là một quả này nhỏ nhỏ này, hôm nay sẽ đi câu cùng với cậu em luôn. Quả nhỏ đây cho cậu em câu tay, còn đây là mình sẽ câu lục. Hôm nay sẽ câu lục các bạn nha. Mùi mồi rất là thơm ạ, vừa trộn xong ngửi đây thấy thơm rồi, thơm lắm, mùi rất là thơm. Này còn nhiều rau nữa các bạn. Đây ruồi nó đến đây các bạn này. Mùi nó thơm, ruồi đến ngay này.
Đồ nghề đã chuẩn bị xong rồi các bạn ạ. Chuẩn bị cho buổi đi câu ở Tân Yên lần thứ ba các bạn nhé. Hôm nay dành cả buổi chiều đi câu luôn. Đây, đồ nghề đã xong. Chuẩn bị lên đường thôi. Hôm nay mình sẽ câu lục là chủ yếu. Đấy, đồ nghề đã xong. Giờ hành quân rồi các bạn nhé. Trời hôm nay rất là mát mẻ, nó vẫn đang muốn mưa các bạn. Đây, đồ nghề của em đã xong đây. Chuẩn bị lên đường nữa các Anh nha. Rồi, hành quân rồi. Ok, trời khá là tốt. Rồi lên đường. Mong sao chuyến này đi thành Công tốt đẹp nha. hôm nay mình đã hẹn cậu em rồi. Cậu em làm ở bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang ấy. Chiều hôm nay anh em sẽ làm một chuyến câu trên đấy. Câu khoảng tầm từ 2 giờ cho đến khoảng đến 6 giờ thì về. Hôm nay sẽ câu lâu hơn. Hôm nay mình câu lục. Tha hồ đoàn tối uống đi uống tối yến ra nước. Ôi giời, trời rồi cá vẫn đang dậy dậy tiếp mà chưa xuống bờ. Xuống là sao đấy? Còn đấy nó sức khỏe nó dậy thì nó xuống từ lẫy cơ. Mẹ kiến chui trong bao thuốc nó sợ đéo gì. Anh đăng lên video kia thì anh đánh là gì? Anh đánh là gì để xem đánh là gì cái video ấy. Tôi về gõ vào kênh của anh xem video mới nhất nó hiện ra mới nhất này. Đấy, đá này. Thì còn đá gì còn nhiều lá, quả này vẫn còn câu đến đến lúc nào về thôi. Về quả kia thì chắc là nó gặm hết bột rồi, còn hạt thì vẫn còn. Nó xa quá bây giờ không biết là căn nổi nữa. Quả này thì nhìn thấy rõ ngay, rồi, ngay chỗ này. Ôi giời, trượt. Yêu
Gì à? Xe. Giống như gì ghê. Giật mình. Thấy phanh vội. Thằng nào phi vào đâu ấy. Ui, kinh. Mày, xe con à? Ừ. Thầy vừa ấn phanh vội. Bục. Sáng ngày vẫn có đi chở ghê à? Ghê gọi ba gương nhá. Đi nhanh thầy sẽ phanh là bấm. Đi nhanh quá thầy không hạn chế được cái độ thầy phanh suốt. Cái cua nó cũng kìa mâm. Nó không ngẩm ga. Cứ đi mâm, cua nó cũng chẳng giảm. Em những đoạn cua em toàn giảm thôi. Xong rồi qua cua thầy này, vậy tay này đi. Đấy là có nghĩa tiến tiếp, mình đi chậm quá thầy đẩy ra nhanh. Cái kia nó kia mà, cua hay không cua, giống nhau hết. Cứ đi hết. Đá ghê mà thầy giờ im thế. Dính rồi, ôi trời còn tận con. Loại này thì Nam ăn gì. Này cũng không bỏ. Này ta lấy dưới nước. Dưới nước nó vào trong ao ạ. Loại sống, cho mày sống. Đây. Lạch. Lạch. Làm vội làm vàng, cấu làm thả. Đấy, xốp lên nó âm lên, mày sao thế nhỉ? Sao lại thế nhỉ? Hay đặt sai ổ nhỉ? Phải không? Đây là ổ phải không? Cầm lên tí nữa xem. Xem nào, xem nào. Vẫn lên. Ui! Chặt rồi. Con có ăn và ăn mà. Nó hết xốp thôi, mình không nhìn thấy thôi. Chứ còn phong hơ mà. Anh đã bảo rồi mà đánh cái bãi này để phong hơ. Đánh bắt gần 9.000 nhỉ. Chết rồi. Hả? Đánh cái bãi này phong hơ. Đánh thôi. Vào thì nó ăn thì nó chết. Xốp bên tay trái này một tí này anh này. Bên này. Bên trái này một tí này. Đấy, xốp nó nổi. Hơi lệch ổ đánh. Nó ra con to. Đây rồi. Đây rồi. Đấy. Đấy, đấy, đấy. Đấy. Chui vào cọc ấy. Chồng này cũng vẫn bé. Con này cũng vẫn nhỏ. Ừ, cái con ông đấy mẹ chìm nghiếm nhỉ. Con đấy vẫn không đợi thôi. Đá vào thì mình chơi. Cái ổ đấy bây giờ không nhìn thấy nữa thì phải chơi cái bài đánh mò đấy. Đánh giờ dò mò đấy. Dính ra là mình thịt thôi. Ngoằng ngoằng lại được con cá to á. Kiểu đánh bài kiểu mò nó hay dính cá to. Không biết đâu mà lần. Nó đánh mò. Đây này, còn gây những cái ổ đây này. Xốp lên nó phạt này. Đây này, xốp lên này ngay đây phải không? Đây, đây đúng đây phải không? Đây, cũng bãi này. Cũng cãi rồi. Trượt tay gần phết nhỉ, mình tưởng xa lắm. Lăn ngay đây. Đấy. Đá ngay. Giật còn phải tí. Còn tóm này thì Nam ăn. Anh cầm anh vứt thắng làm sao rồi luôn.
Con này nhìn trùng nhìn thui. Nhìn thui luôn. Cá nhìn thui. Con này đói quá sao. Vứt bờ rồi. Vứt vù ra sau này. Vứt vù đấy quá kìa. Cái mẹ nó làm đồ năn. Rơi xuống là rơi bắn năn ngược đây bẩn hết người à gì nữa. Xong rồi, cút trượt rồi. Chạy rồi. Lại được con chép hôi rồi. Này đá hỏng hết lưỡi. Hỏng hết lưỡi rồi. Đấy. Ui, con này đừng to như hoa móc vào lưng. Móc vào lưng chạy ghê. Cứ tưởng là to ngạt ngáp. Ngạt này lên thuốc rồi, vẫn lên thuốc rồi. Tự đứng đấy. Cá ngày hôm nay đây các bạn ạ, chép to đây, con này hơn cân đấy chú ạ. Ơi chép to đây, chép khủng long đây. Chụp ảnh cho thằng kia xem. Các bạn đóng hàng các bạn, đóng vừa vữa mồm đây. Hơn cân đây. Lâu lắm rồi câu được con chép to như này. Mồi chép hôm nay các bạn nhá, lên chép khủng long đây. Ngon thế. Hơn cân đấy. Trông ngon đấy. Ơi, buổi chiều đây sắp kết thúc đây. Hôm nay đi câu tiện thể test mồi luôn. Nên được một xề rô phi và một con chép khá to. Mồi hôm nay các bạn thấy hiệu quả đấy. Đánh hơi bị sướng. Mỗi tội là lúc dính cá thì hai anh em thì ông láo cũng cuống, quyền bán không quay video. Các bạn thông cảm nhá. Mặt nước ao này là khá là rộng ấy chứ, nuôi cá tốt mà, chẳng qua sao nhỉ, ông cũng không nuôi nhỉ, hay nó không được bao nhiêu cả ông không nuôi. Đúng rồi, làm nước kia vừa nhàn, đó. Tiền lại nhiều. Rồi bắt đầu rồi đấy. Thôi, con này to rồi. Xong rồi.
Không. Đóng bật một lưỡi rồi. Bật mấy lưỡi rồi. Bật mấy lưỡi rồi. Đây, Sophie đây, Sophie của các bạn đây. Cá chép chạy Sophie to nó vào rồi. Yeah. Đấy, Sophie của các bạn đây. Trời ơi, to phèn phẹt. To phèn phẹt. Đây, thành quả ngày hôm nay của anh em tôi đây. Đây. Đấy. To chưa? Cá đây. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Thành quả đây. Một chép và một xề rô phi nhá. Ngồi 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 đây nhìn nó cười cho nó máu ấy. Đây. Cần thủ, cần thủ. Đấy, cần thủ đây. Rồi, cười nào. Yeah. Rồi, anh em tôi về nhá. Tạm biệt tất cả mọi người. Thủ ngay hôm nay đây. Chép khủng, chép khủng. Đấy, chép củ các bạn nhá. Ngon chưa? Đấy, đẹp trai chưa? Đây, dưới đầu xe đô phi. Ở đây hôm nay được chép củ đây. Đấy. Rồi, xong, anh em về thôi. Ôi, trời, lại phải đây mặn bây giờ. Các bạn ạ, đây mình đi câu về đây. 6 giờ anh em mình mới ở chỗ điểm câu về. Đó kia ở Tân Yên về đây các bạn ạ. Đây, về đến thành phố Bắc Giang này. Đã lên đèn đấy các bạn ạ. Đây, sáng trưng rồi đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Đi câu là phải về muộn như thế này. Mới được cá to. Bác nào đi câu cũng biết rồi, về muộn này kiểu gì vợ nó cũng mè nheo. Đã bảo về sớm rồi, bây giờ mới về. Đây, thành quả ngày hôm nay của các bạn đây. Toàn rô phi, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, được con chép củ thì cho cậu em nó đem về rồi. Con chép khá to các bạn. Mồi hôm nay các bạn thấy rồi đấy. Thùng đấy cực kỳ như rô phi luôn. Đấy, nhưng vẫn vã được chép củ như thường. Các bạn thấy hiệu quả của mồi câu như thế nào rồi nhá. Đấy, ngày hôm nay đây, kết quả đây các bạn. Rồi bây giờ xử lý cái đống rô phi này ngại quá. Bánh lục này.